thì bạn có chia sẻ là bạn rất là ấn tượng với cái trường hợp của anh nhỉ? Tân. Tân đúng không? Thôi đấy thì cái duyên mà bạn về đến đây để gặp Tân thì cũng mong rằng là hai đứa sẽ nên vợ nên chồng đó. Bạn có mong muốn như vậy không? Em mong muốn vậy. Vitus xem kênh Đạt đến rồi. Dạ vâng ạ. Phúc Lâm Bảo Đường vang khắp nơi. Dạ vâng ạ. Chữa bệnh cứu người làm phúc lớn. Tiếng thơm để lại mãi muôn đời. Thưa quý vị, là khi mà trên video thì chắc chắn là cũng có những quý vị thắc mắc là thôi, cái Tân nó như thế này thì cho nó lấy chồng để làm gì. Tuy nhiên thì đúng thực sự là con chim là phải có lông, làm người phải có vợ có chồng thì nó mới vui chứ. À, thưa quý vị, là một bài hát mà Đức tự sáng tác để dành tặng cho Tân. Nào, bắt đầu nào. Làm sao đây để em hiểu được lòng anh? Một khi mình đã yêu không bao giờ lìa xa, mà yêu mãi mãi yêu đến suốt cuộc đời, yêu người mãi thôi. Quá tuyệt vời luôn. Đấy. Xin được chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với video tiếp theo của Đạt đến rồi. Vâng, thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ là Đạt đang có mặt tại Phúc Lâm Bảo Đường cơ sở 1 tại Ba Vì. Như quý vị có thể thấy thì hôm nay thì Phúc Lâm Bảo Đường cũng đón nhận rất là đông bệnh nhân. Đạt cũng xin được chia sẻ thêm thông tin một chút là đêm hôm qua thì chị Tân đã gấp rút đặt vé máy bay và bay trở về với Phúc Lâm Bảo Đường để gặp một người rất là đặc biệt. Như tiêu đề Đạt có đăng ấy thì là đây sẽ là một người mà phù hợp nhất với chị Tân. Ngày xưa các cụ đã có câu là nồi nào thì úp vung đấy. Thì Đạt tin rằng cái vung này sẽ là một cái vung rất là phù hợp với cái nồi của chị Tân. Đó. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bạn Đức. Đây quý vị, đây chính là nhân vật chính của trong cái video ngày hôm nay đây. Chào Đức, bạn có thể gửi lời chào tới các cô chú anh chị trên kênh Đạt đến rồi. Xin chào các cô chú anh chị. Con tên là Nguyễn Việt Đức ở Hà Nội. Con sinh năm 91 ạ. Hôm nay đến đây là để gặp vị hôn phu. Vị hôn phu. Thế mà bạn có thể chia sẻ là tại sao bạn lại có một cái kiểu tóc rất là ấn tượng như thế này? Là kiểu đầu để đi bán hàng, được thu hút khách hàng. À, vâng, thưa quý vị, thì Đạt cũng xin được chia sẻ thêm về bạn Đức một chút. Thì bạn Đức này ấy, thì là Đạt cũng đã quen ở cách đây khoảng độ bao nhiêu năm rồi nhỉ Đức nhỉ? Tầm 6-7 năm. 6-7 năm. Thì đây cũng là bạn Đức này là cũng đã từng là khách hàng thu âm trong cái studio của Đạt. Thì ngày xưa là cách đây 6-7 năm là Đạt cũng làm phòng thu ấy, thu âm những bài hát cho khách ấy. Thì bạn này cũng là một cái vị khách đến thu âm tại phòng thu của Đạt. Đó. Thì Đạt rất là ấn tượng về bạn Đức bởi vì là cái hoàn cảnh gia đình của bạn ấy rất là khó khăn. Hai nữa là cái đầu óc của bạn ấy thì cũng không được bình thường cho lắm, đúng không? Bạn có tự cảm nhận thấy như vậy không? Đấy, thì bạn có thể chia sẻ thêm cho quý vị khán giả được biết là gia đình bạn như thế nào? Gia đình con thì bây giờ thì bố mẹ thì đi làm thuê, nhưng mà mẹ bây giờ thì đang bệnh tật không làm được nữa. Mẹ bị bệnh gì? Bệnh tai biến. À, bị tai biến à? Thế là có vận động được không? Có di chuyển được không? Vẫn di chuyển được nhưng không làm được gì. À, không làm được gì à? Rồi thì có duyên nào mà tôi sẽ xuống và gặp gỡ mẹ bạn xem là liệu rằng có giúp được gì hay không nhá. Thì quay trở lại câu chuyện thì bạn Đức này tuy là như vậy thôi nhưng mà bạn ấy rất là chịu khó quý vị ạ. Hằng ngày là công việc của bạn ấy là đi bán kẹo kéo và bán những cái đồ như thế này đây. Đây này, bàn chải đánh răng này. Có những cái mặt hàng gì để, có để chia sẻ cho quý vị khán giả biết nào. Kẹo cao su, bông tăm. Bông tăm, kẹo cao su. Đấy. Rồi thì cái này là đồ lấy mụn này. Đó. Bút, bi. Rồi. Thế thì thông thường thì một ngày bạn bán được khoảng bao nhiêu tiền? Một ngày thì hồi trước thì một ngày được hơn 500.000, còn bây giờ thì chỉ được 200-300, có lúc còn không được. À, nhưng đa số là không được đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đó thì bạn cũng chia sẻ với Đạt là từ khi cái cuộc gặp ở studio cách đây 6-7 năm đấy thì bạn ấy cũng đã theo dõi Đạt rất là lâu và cũng có xem kênh Đạt đến rồi đúng không? Có. Ừ. Thì bạn có chia sẻ là bạn rất là ấn tượng với cái trường hợp của anh nhỉ? Tân. Tân đúng không? Tân ngày trước là trên video là yêu ai nhớ không? Yêu Kiệt. Thì thưa quý vị là
bạn Kiệt thì vừa rồi thì Đạt có cho nghỉ ấy, thì là cũng rất là nhiều quý vị khán giả cũng thắc mắc là tại sao lại cho Kiệt nghỉ, và cũng nhiều quý vị khán giả rất là đồng tình với cái việc là Đạt không cho Kiệt làm nữa. Nhưng mà đúng thực tế là Kiệt cũng có nảy sinh một cái số vấn đề, nhưng mà trên video thì Đạt cũng không tiện nói, bởi vì là Đạt muốn là mọi người quên Kiệt đi một cách lặng lẽ thôi, chứ Đạt cũng không muốn nói xấu ra để làm gì cả. Thôi thì cái duyên mà bạn về đến đây để gặp Tân thì cũng mong rằng là hai đứa sẽ nên vợ nên chồng đó. Bạn có mong muốn như vậy không? Rất mong muốn vậy. Rất mong muốn đúng không? Đó thì cái này là hoàn toàn là hai bên là tự nguyện chứ không phải là ai ép buộc đúng không? Đúng rồi. Đấy thì thưa quý vị, là khi mà gặp gỡ rồi, nếu như mà hợp duyên thì Đạt sẽ cố gắng là tạo điều kiện cho hai bạn đến được với nhau. Và nếu như mà cưới Tân là phải ở rể đấy, có liệu có ở không? Cái đấy thì cũng đồng ý. Đồng ý đúng không? Được. Thế thì để mà chăm sóc cho Tân thì là bạn có thể làm được những gì? Là nấu ăn giặt rũ. Nấu ăn giặt rũ. Rồi. Thế thì còn công việc thì liệu rằng khi mà nếu mà cưới Tân rồi thì có đi bán hàng rong này không, hay là muốn là theo Đạt? Cũng muốn theo nghề cũ, nhưng mà thấy nó phát triển không được tốt nên phải bây giờ muốn theo Đạt. Vâng, thưa quý vị, là bạn Đức này thì là cũng có một cái khả năng là biết sáng tác bài hát đúng không? Thì bây giờ bạn có thể là hát cho quý vị khán giả nghe một bài mà bạn sáng tác được không? Bây giờ hát tặng Tân một bài luôn. Tặng Tân luôn á? Thế thì lát nữa gặp thì sẽ tặng Tân nhé. Thế thì chúng ta hãy cùng vào đây, vào đây để gặp Tân. Thưa quý vị, là Tân sáng giờ đã chờ đợi từ lúc sáng rồi, cũng rất là nóng lòng muốn gặp Đức đấy. Chào chào bà ạ. Bà, hôm nay bà mới gặp cháu. Bà suốt ngày xem cái clip của cháu. Dạ. Bà cố đi đến đây. Bây giờ người nó run quá. Run ạ. Đây, bà phải rủ tất cả chị em nhà bà đi. Dạ vâng ạ. Ở bên Phúc, bà Phúc Thọ. Vâng. Thì bà hôm nay nhất định phải xuống đây. Vâng. Cái bà, cháu này nó bảo phải chơi nhà nó mà không, nay tao phải về nhà Đạt. Dạ vâng. Thế còn anh đây là chắc là con của bà. Vâng. Dạ vâng. Cháu. Dạ vâng. Vâng, thế thì bà lên lên khám nhé. Đến đây rồi. Quá. Bà tên là gì, bà đến từ đâu ạ? Bà tên là bà Mui, đến từ Thanh Ba, Phú Thọ. À vâng ạ. Thế bà muốn là đến đây xem cơ sở năm bảy bà điều trị xong rồi bà giới thiệu, bà đưa những người đau ốm như thế này. Dạ vâng, dạ vâng ạ. Các bà. Dạ. Thế chào bà. Bà mới đến hả bà? Tôi mới đến lúc sáng hôm nay. Dạ vâng. Vâng. Thế nhưng mà tôi bà có duyên quá, hôm nay lên kênh của cháu luôn này. Dạ. Vâng. Hôm nay nhưng mà tôi lên đây thì bác duyên bác kia có coi cho tôi cái này, cái này của chú ạ. Vâng ạ. Thế nhưng mà không phải nằm ở đây. Vâng. Mà cô chỉ bán thuốc cho thôi. Vâng. Thế nhưng mà bà bị sao ạ? Tôi như thế là đi khám này là người ta chụp mà siêu âm thì nó có một tuyến giáp. Vâng ạ. Với lại hai cái hân hạch ở đây này. Vâng. Hân hạch thì là ở đây nó lên nhiều lắm, nhưng mà hai cái khối u ở hai bên đây. Vâng ạ. Vâng, thế thì tôi lên tôi nhờ cô Duyên. Vâng. Cô ấy xem cái này. Vâng. Thì cô ấy bảo là cái này của tôi thì chỉ cứ chữa được cái viêm họng hạt thôi. Vâng. Vâng. Thế chứ còn cái kia thì không chữa được. Dạ vâng. Thế ạ. Cho nên là tôi mới lại mua cái thuốc ho. Vâng ạ. 5 lọ thuốc ho được rồi chú ạ. Dạ vâng ạ. Vâng. Vâng, 1 triệu. Rồi. Thế thì cháu chúc bà về sức khỏe nhá. Dạ. Vâng. Bà tên là gì và bà đến từ đâu ạ? À tôi ở cùng với bà này lúc nãy mà chú coi ở đây. À bà, thế à, bà ở Long Biên đúng không ạ? Vâng, ở vâng. Long Biên Hà Nội, Phúc Đồng Long Biên. Dạ vâng, đây bà cũng lên dạ. Kênh của cháu một tí nhỉ bà nhỉ? Dạ. Vâng. Thì bây giờ mà bây giờ tôi đến đây tôi chỉ mua thuốc uống đã, xong hôm nào mà chú về xã tôi quay thì dạ, vâng. Tôi lại chuẩn bị tiền, còn phải quyên góp đã thì mới có tiền lên đây làm viện được. Còn vâng. Giờ ông chúng tôi không có đủ tiền để mà mua cái lọ thuốc này. Dạ. Lọ thuốc 200 nghìn. Lọ thuốc trào ngược dạ dày thế. Đang nói gì mà lọ. Tôi nói xong bà nói. Anh cùng đó đi. Rồi, đây. Bà nói đi. Vâng. Thế thì bây giờ tôi phải thuê ô tô lên đây.
thì cô bảo về đây, tôi bảo là không, cô có bán thuốc cho tôi là đau đầu này, mất ngủ này, xương khớp này, hết bao nhiêu thì tôi gửi nha. Vâng. Triệu chín. Vâng. Uống trong một tháng thì hôm nào chú về đi quay thì chú gọi cái địa chỉ tôi đưa cho chú đây. Dạ vâng ạ. Thì tôi sẽ bảo các cái người hàng xóm đấy, người ta đến quay thì người ta cũng lên đây. Dạ vâng ạ. Người ta chữa cũng chữa nhiều lâu rồi không được. Vâng. Tôi được rồi, thế thì hôm nào cháu lên thì cháu gọi cho bà nhá. Ừ. Dạ vâng, cháu có địa chỉ của bà đây rồi, ghi sẵn đây rồi. Vâng, thế còn bà? Tôi cũng gần ở nhà bà. Đây, bà cũng gần. Hai chị em cùng nhau. Vâng. Bà lấy hôm nay là lấy cả thuốc trong người dạ dày à? Trào ngược dạ dày nhưng mà tôi không có đủ tiền à. Thì tôi bảo để hôm nào thì chú về xong mà bà này đi thì tôi gửi cũng được. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Rồi, thì cháu chúc hai bà về sức khỏe nhá. Vâng, vâng ạ. Thế chào ạ. Dạ, dạ. Thực tế đấy. Chào bà. Sai, vâng. Ba chị em. Vâng. Ba chị em. Hưng Yên. À ba ở Hưng Yên ạ. Ừ, Hưng Yên. Dạ. Năm đấy. Ôi giời, suốt ngày suốt đêm xem cái tivi cháu ấy là. Đấy, tôi ở nhà. Vâng. Ôi, hôm nay cháu mới dẫn thêm Bạch Mã Hoàng Tử đây đến gặp Tân đây này. Chuẩn bị cưới đấy ạ. Vâng. Vâng, cưới thật luôn. Vâng. Ồ, Như Quỳnh, Như Quỳnh Hưng Yên. Vâng. Thế đây cô vào đi, cô vào đi để lấy khám cho nó sớm. Vâng. Đi, đi Đức nhỉ? Đức chắc là cũng nóng lòng gặp Tân lắm rồi đúng không? Nhưng mà có khi nào mà để cái tóc này đến lúc Tân nhìn thấy nó lại sợ không nhỉ? Đây, đi theo lối này đi. À, vâng, kính thưa quý vị, thì Đạt cảm thấy là đây sẽ là một người rất là phù hợp với Tân này. Và sẽ có thể là đi được đến kết quả cuối cùng của một tình yêu, đó là một cái đám cưới đó. Thì nếu như mà cưới nha, là Đạt sẽ hỗ trợ cho là 50 triệu mỗi bên gia đình 50 triệu. Đấy, nhà trai 50 triệu, nhà gái 50 triệu được chưa? Để mà tổ chức đám cưới nha. Được. Ờ, đi, đi lên đây, lên đây. Chào các ông ạ. Đây. Lên đây. Các bà. Dạ, bà. Chào các bà. Dạ. Chào ông. Nước ao bà bảo tôi đến gặp anh đấy một lần. Dạ vâng. Cái xe nhưng mà bây giờ chị kia thì bà cũng ấy thì cũng nói về chế độ mà giảm thì là cứ nghe ông thì chế độ bà không được thì thôi bà cũng không ấy, nhưng mà may bác sĩ Hải là cũng cho bà điều trị 10 ngày. Vâng. Bà bị viêm khớp rồi. Tôi xuống kia thì gặp cháu Hải Anh thì bà xem mấy cháu giờ nó cũng nhanh nhẹn mà nó biết lấy số cho bà. Vâng. Đấy, bà cũng cảm ơn bà mà ước đến một lần nữa, thật bà đi hết các viện rồi, bà chỉ chờ chết thôi, nhưng mà bà ước gì xuống dưới anh để chữa được một lần, nếu có gì bà có chết thì bà không có gì ân hận, bà đi hết, bà 5 năm ở Hà Nội rồi mạch mai các thứ là bà đi hết, bà bị viêm khớp dạng thấp. Vâng. Nhưng mà được bác sĩ Hải bà số 21, nhưng mà bà gọi điện từ hôm qua thì vào gặp các chị là không cho khám trước, thế là anh ấy bảo cho vào khám thì bác sĩ cũng tư vấn là có những các cái này thì không thể chữa được mà. Vâng. Bây giờ bà chỉ cần chữa cho nó đỡ tê đỡ ấy để bà xem có giơ được tay lên để chân bà đi. Vâng. Là bà bị thoát vị đĩa đệm. Vâng. Đấy thì bác sĩ Hải cũng bảo bây giờ là bà chữa là phải đợt 1, đợt 2, đợt 3 cứ dần dần. Vâng. Thì hôm nay thì bà cũng tạm ứng, thì chị nhà anh tên là gì? Vợ cháu tên là Duyên. Đấy, thì chị bảo là tạm ứng 5 triệu, bảo nó thật hôm nay bà đi là bà trốn, ông không cho đi, bà cứ bước đi. Là cái thằng con trai bé béo này là con trai bà, nó bận nên đi làm, thuê xe. Đấy. Thế bảo nếu thế thì bà có 4 triệu thì cho bà tạm ứng 3 triệu rưỡi, xong rồi bà để 500 bà có ăn gì không. Đấy. Thế xong rồi khi nào mà 10 ngày bà điều trị đỡ thì về thì các em khác chuyển tài khoản cho anh. Rồi bà yên tâm đi, bà yên tâm ở đây điều trị bà nhé. Vâng. Vâng, đấy bây giờ nó về đấy, nó cũng ngoan mà tiếp xúc với nhiều người là nó nghe nó thông minh hơn đấy bà. Dạ. Rồi cháu chúc bà cải thiện sức khỏe tốt nha bà nhé. Vâng. Dạ. Khám thì bác chưa bố trí ngày nên đây chữa được đâu. Thì vâng. Rồi cho bác vào khám bác về. Dạ được ạ. Bác phải bố trí ngày bác mới lên được. Vâng vâng. Chứ không thì hàng họ nhà bác vứt nhà không bỏ được. Vâng. Thôi được rồi, thế thì bác khám xong bác về thì sẽ bác khám tình hình thế nào. Bác biết cái này bác bố trí ngày bác lên.
Dạ vâng ạ. Chứ không thì bây giờ thì không bỏ được. Vâng ạ. Vì bác đi lên đá ấy, bác xuống đây. Vâng vâng. Bác vào đây. Để lát nữa cháu sẽ bảo ấy, bảo vợ cháu là sắp xếp là bác vào khám trước để bác về. Bố trí được thì bác lên. Dạ, vâng. Chị ở xa bây giờ đoạn lúc nào hôm nào chị về chị thanh toán thiếu độ 1 triệu thì cho chú cho chị xin nhé. Dạ vâng ạ, vâng. Dạ. Thì chú cũng bảo bác sĩ trong này này. Dạ vâng. Vâng, bà cứ yên tâm đi. Bà cứ nói chung là tất cả những cái gì mà bệnh nhân mà thắc mắc về hỗ trợ là đều tất cả các bạn khi mà được đề cập đến là các bạn sẽ hỏi ý kiến cháu hết thì cháu sẽ hỗ trợ cho. Bà yên tâm nhé. Vâng. Bác có hỏi có nuôi có đi đôi dép xanh xanh đâu? Đôi dép xanh đấy ạ. Dạ, cháu cho ông. Là vâng. Anh ngồi đây. Vâng. Thứ nhất là bà nhà tôi. Vâng ạ. Là coi là con liệt sĩ. Con liệt sĩ được vâng. Hỗ trợ 30%. Đấy, thế thì coi có giấy đây. Vâng ạ. Đấy. À vâng. Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Dạ vâng, đấy thì cái này quý quá. Ủa rồi. Cái này thì bên cháu sẽ hỗ trợ 30% chi phí điều trị nhé ông nhé. Vâng. Dạ, đấy. Vâng ạ. Thế đấy là một cái thứ hai là tôi sẽ tặng anh một bài thơ. À, ui ôi. Đây. Quý vị ơi, quý quá. Đây, đây. Này còn được ông tặng thơ nữa này. Đây. Tức là ui, đây thì sẵn đây thì ông đọc để cho cháu cũng như quý vị khán giả nghe. Tặng đạt đến rồi. Dạ vâng ạ. Thế ông có thể là bỏ cái khẩu trang ra để cho quý vị khán giả chiêm ngưỡng nhà thơ chúng ta không ạ? Một tràng pháo tay cho nhà thơ. Đấy. Tức là vâng. Xem cái Vitrut ấy thì có rất nhiều kênh. Dạ vâng ạ. Đúng chưa nào? Dạ vâng. Đấy, nhưng mà tôi nói đây này, Vitrut xem kênh đạt đến rồi. Dạ vâng ạ. Phúc Lâm Bảo Đường vang khắp nơi. Dạ vâng ạ. Chữa bệnh cứu người làm phúc lớn. Tiếng thơm để lại mãi muôn đời. Đấy là bao quát cái cảnh của Phúc Lâm Bảo Đường. Dạ vâng ạ. Đấy, bác sĩ giỏi ẩn ở đây. Vâng thì mới chữa được bệnh giỏi cho người, chữa cho người. Tiếp theo là gì? Vitrut xem kênh đạt đến rồi. Lặn lội đi tìm khắp nơi nơi, xây nhà giúp đỡ người nghèo khổ, con cháu họ biết ơn cả cuộc đời. Đấy. Tức là gì? Tôi xem cái kênh mà coi là anh xây nhà cho ông bà trên Vĩnh Phúc đấy. Ở Phú Thọ. Phú Thọ. Dạ. Đấy, thì là có cái con gái của ông bà ấy. Vâng. Bảo là tôi là con của bà, của ông bà, mà tôi không xây nhà cho ông bà ở. Vâng. Trong lúc ông bà già này, mà bây giờ các anh đạt đến giúp đỡ xây nhà cho ông bà tôi sướng lắm, tôi ơn cả đời. Vâng. Đấy, vấn đề là như thế này. Vâng. Đấy. Tuyệt vời quá. Thế Vitrut xem kinh đạt đến rồi, đi tìm các em nhỏ sống mồ côi, đem về nuôi dưỡng như con đẻ, cho ăn, cho học, dạy thiên người. Vâng. Đấy. Thế rồi. Vitrut xem kinh đạt đến rồi, chú ba tàn tật cả cuộc đời, thương người tàn phế lòng đau xót, anh đau xót. Vâng. Xẻ áo nhường cơm ấm tình người. Vâng. Khi bác Hồ còn sống, bác rất quan tâm đến cụ già, trẻ em và người tàn tật. Vâng ạ. Bây giờ anh đạt thế sau này cũng học tập nói gương bác Hồ vĩ đại. Dạ, vâng. Cũng thương yêu người già, trẻ em và người tàn tật. Vâng. Đấy. Thế rồi là Vitrut xem kinh đạt đến rồi, bệnh nhân ở khắp mọi nơi nơi, khó khăn chữa bệnh, tiền không mất, nhà khó khăn đến đây chữa bệnh, anh cháu không, cháu không mất tiền. Rồi. Nghĩa nặng ơn sâu nhớ suốt đời. Tức là người ta nhớ công ơn của anh suốt đời. Dạ, chữa vâng. bệnh cho người ta khỏi, người ta không mất tiền, người ta chữa. Đấy. Vitrut xem kinh đạt đến rồi, có vợ hiền đi cùng khắp nơi, chung tay giúp đỡ người nghèo khổ, biển đông tát cạn thật tuyệt vời. Tức là nếu không có vợ đồng hành cùng thì là coi không thể làm được cái gì cả. Vâng. Đấy nói tức là gì? Thuận vợ thuận chồng thì tát biển đông cũng cạn. Dạ, vâng. Đấy. Anh giúp đỡ người nghèo, anh cho người ta con bò để người ta nuôi, anh cho người ta cái vô tuyến rồi các thứ này khác, người ta ăn ở sung sướng thì coi có vợ giúp đỡ thì mới hoàn thành được nhiệm vụ này. Dạ vâng, đúng đấy, ạ. Đấy, nhớ vào đấy, cho nên là tôi mới lược như này không thôi. Vâng. Đấy, thế coi vậy xin hay quá. Ký tặng anh, coi vậy đấy. Tuyệt vời ông ạ, cái này thì đấy. Con sẽ cho nhân viên là đóng khung lại và treo trên cái phòng làm việc của con. Xin rất xin cảm rất ơn. Rất là mộc mạc nhưng ý nghĩa. Vâng, đây cái này. Ông tên là Nguyễn Huy Tưởng ạ. Nguyễn Huy Tưởng. Nguyễn Huy Tưởng là con liên tưởng đến một nhà văn nhà thơ tên là Nguyễn Huy Tưởng. Có nhỉ ông nhỉ? Có nhà văn Nguyễn. Ông rơi nước mắt. Ông bởi vì cảm sao? Xúc quá. Cảm xúc là cái chỗ này này. Để giúp đỡ các con nhỏ, bởi tôi cũng là con mồ côi. À thế ạ. Vợ tôi cũng là con mồ côi. À, đấy. Vâng. Là có em bán ạ.
ở vợ tôi là ở với bà nội nuôi, còn vâng. Bố hy sinh chiến đấu chân à. Là liệt sĩ, vâng ạ. Thế còn mẹ đi đấy bước nữa cho ở với bà vợ tôi là ở với bà nội, vâng ạ. Thế cho nên là cũng con mồ côi, con mồ côi là đấy. ông đấy rất là đồng cảm, đúng rất không ạ? Đồng cảm, vâng. Anh đồng cảm. Rồi, cháu đấy. Xin tạ ơn ông nhé, vâng, không có cảm gì, cảm ơn ông. Đây là một cái cả. Món quà mà đấy. Cực kỳ là ý nghĩa. Vâng. Thật sự là khi mà ông xem kênh Đạt đến rồi, ông biết đấy, vâng. Là đấy. Con không thiếu gì ngoài cái tình cảm. Đúng thế. Và đặc đúng biệt thế. Là những cái bài thơ này con cảm thấy nó cực kỳ là chân quý ông ạ. Vì là nó đó. Lời văn câu cú nó còn mộc mạc, nó vâng. Không được trau chuốt. Càng mộc mạc bao nhiêu, càng gần gũi bấy nhiêu. Ý nghĩa của nó là vâng. Như thế. Đấy. Tuyệt vời quá, con cảm ơn ông nhé. Vâng. Cái này để con gì. Cho đóng khung lại và vâng. Treo vâng. Lên cái vâng. Phòng vâng. Làm việc của con. Vâng, vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn, rất cảm ơn. Bà cải thiện sức khỏe thật tốt khi mà à. Điều trị tại Phúc Lâm Bảo Đường ạ. Vâng. Dạ. Đấy thì con có cần xem cái hồ sơ của bà không? À vâng. Thôi, lúc này con xem rồi. Vâng. Bà là con của liệt sĩ thì vâng. Là đấy con sẽ hỗ trợ là như vậy ông nhá. Vâng vâng. À, vâng. Thế dạ. Làm thế nào để có cái hồ sơ con đưa cho ai xem? Ông lát nữa khi nào hôm nào thanh toán ấy thì là đưa cho các bạn ấy xem. À, các bạn ấy tự biết. À, vâng, đấy, vâng, nhá. Vâng, vâng, vâng. Ông yên tâm. Dạ vâng ạ. Thế còn đây. Ở đây thưa quý vị là cặp đôi hoàn cảnh của chúng ta đây. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là hai bạn đã gặp gỡ nhau rồi. Thì Tân, em thấy anh Đức thế nào? Anh Đức quá đẹp trai mà anh ạ. Anh Đức tóc còn đẹp nữa nhở? Tóc để tóc thế này được không? Hả? Anh Đức này còn lại còn đi bán cả bàn chải đánh răng đấy mà anh ạ. Vâng, thì tiện đây thì cháu cũng giới thiệu với tất cả các ông các bà ở đây. Đây là bạn Đức, thì hoàn cảnh cũng rất là khó khăn và nói chung là bạn ấy cũng hoàn cảnh cũng tương tự giống như bạn Tân này. Đầu óc thì cũng như vậy, tạm tạm như vậy, nhưng mà bạn này cũng khá hơn được cái là bạn ấy cũng biết đi bán hàng để mà kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình, đúng không? Thì Đức này cũng có chia sẻ với cháu là cũng muốn là đến với Tân để mà có một cái cuộc sống lâu dài. Đấy, thì cũng chia sẻ với ông bà là con chim là phải có lông, làm người là phải có vợ, có chồng nó mới vui. Đấy, nên là nếu như cặp đôi này mà tác thành thì cháu sẽ hỗ trợ là nhà trai 50 triệu, nhà gái 50 triệu làm cái chi phí để mà làm đám cưới. Được không ạ? Nếu mà được cho cháu xin chào vào tay. Dạ. À, Kiệt ạ. À, cũng có nhiều khán giả là cũng thắc mắc là bây giờ là Kiệt như thế nào. Thì nói chung là Kiệt thì có một cái số vấn đề nảy sinh khi mà làm việc tại cơ sở 2, nhưng mà cháu lại ngại chia sẻ. Thôi Kiệt thì bây giờ cháu cho nghỉ rồi và từ đây là cắt đứt quan hệ với Tân rồi. Đó. Thì yên tâm chưa? Có ghen với Kiệt không? Không. Không á? Thế Tân thì thế nào? Chọn anh Kiệt hay là chọn anh Đức? Anh Đức thì là anh Đức đã đồng ý làm chồng rồi, nhưng mà anh Kiệt thì em đã chia tay anh Kiệt rồi. Đấy. Đó thưa quý vị, là cái câu chuyện này thì là Đạt cũng muốn chia sẻ với quý vị là hoàn toàn nghiêm túc quý vị nhé. Đó thì để cho hai bạn cứ tìm hiểu nhau đi. Đấy, khi nào mà quyết định hẳn hoi thì lúc đấy mới chính thức là làm đám cưới nhờ. Cho Đức làm cô dâu, em làm chú rể à? Hay sao? Em muốn làm cô dâu hay là chú rể? Chứ còn người yêu của em thì chỉ có người yêu của em chỉ làm chồng thôi, còn người yêu của em thì là chú rể thôi. À, người yêu của em là chú rể, còn em là cô dâu à? Đúng rồi anh. Ờ, đấy, thế nên là vẫn còn tỉnh lắm. Thế nào, thế đi công tác ở trong kia có thấy vui không? Thì thích ở trong kia hay là thích ở ngoài này? Ở ngoài ý là thì ở trong ý là lại bỏ các bà, lại bỏ nhớ anh mà. Nhớ anh á? Rồi, đấy thưa quý vị là đi công tác trong miền Nam có thời gian ngắn thôi mà bây giờ là cũng tăng cân khá nhiều rồi đấy, nhìn xinh gái hơn nhiều, đấy, nhìn xanh điệu hơn nhiều đấy. Nào hai đứa, chưa bảo đã nắm tay rồi. Nào, thơm nhau cái đi xem nào. Đức. Nào bây giờ chắc là quý vị khán giả cũng đang rất là tò mò về cái bộ tóc thật của bạn. Thì bây giờ bạn có thể bỏ tóc ra để cho đằng nhà gái có thể xem được diện mạo chính thức. Vâng, thưa quý vị là
Đằng nhà gái ở đây là ai ạ? Đằng nhà gái ở đây là tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi kênh Đạt đến rồi, là đằng nhà gái. Đấy, thế cho nên là phải để cho đằng nhà gái xem xét được rằng là trường hợp này có xứng đáng với chị Tân hay không chứ, đúng không? Dạ. Nào thì bây giờ là Đức có chia sẻ là có một bài hát để tặng cho Tân. Thế bây giờ Đức hát tặng cho Tân đi. Nhưng mà có thể giới thiệu là cái bài hát này là Đức tự sáng tác hay là bài hát cover thôi? Tự sáng tác. Tự sáng tác. À, thưa quý vị là một bài hát mà Đức tự sáng tác để dành tặng cho Tân. Nào, bắt đầu nào. Sau đây con xin phép các bà, các cô, chị ở đây con hát tặng một bài cho Tân, tặng Tân. Rồi. Hey, chào. Đã bao lần nhìn em từ xa mà anh chẳng dám lại gần để ngỏ lời. Nhìn em thật xinh đẹp trước ánh mắt của anh, thầm nguyện ước cho đôi ta sẽ có nhau. Nói chi đây, biết nói gì đây, làm sao đây để em hiểu được lòng anh. Một khi mình đã yêu không bao giờ lìa xa, mà yêu mãi mãi yêu đến suốt cuộc đời, yêu người mãi thôi. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, biết sáng tác cả nhạc cơ. Thế bây giờ ví dụ như hai đứa đến với nhau thì Đức sẽ làm gì để chăm sóc cho Tân à? Là sẽ nấu ăn, giặt giũ. Ủa, yeah. Nấu ăn nhá, này. Nấu ăn này, giặt giũ quần áo này. Thích chưa? Được không? Hả? Giúp của Tân thế nào? Bây giờ anh có được không? Của em. Thế nào, cô có thích không? Đấy, thưa quý vị là Đạt cũng xin được chia sẻ thêm là bạn Đức này là cũng sinh năm 1991 và Tân cũng sinh năm 1991. Thế là hai vợ chồng bằng tuổi thì nằm duỗi mà ăn còn gì nữa. Nha. Ơi trời. Nhưng cái hoàn cảnh này thì không thể nằm duỗi ăn. Được chưa? Ưng không? Thấy em thấy bài hát mà anh Đức hát tặng cho em thấy thế nào? Mãi ở bên anh suốt đời mà anh. À, đấy, mãi bên nhau suốt đời rồi nhá. Đấy, tình yêu sét đánh vừa mới gặp cái là yêu luôn. Rồi, thế thì sau cái lần này thì là chúng ta sẽ cùng về gặp gỡ với bà Tiêu để xem là liệu rằng bà có chấm điểm chàng rể này không nhờ. Em nghĩ rằng liệu rằng mẹ em có đồng ý không? Mẹ em đồng ý mọi giống như là chồng của em ấy, cái kiệt á. Đồng ý ngay từ trước mà anh. Thế thì như Đức này thì là đã bao giờ là có mối tình nào chưa? Chưa, từng đã có rồi nhưng mà toàn bị bỏ. Toàn bị bỏ á? Lý do vì sao? Chắc là yếu quá à? Không biết tại sao. Hay chết dở rồi. Có biết làm cái gì không? Cái đấy biết không? Nào để chia sẻ với quý vị khán giả con biết à? Con biết làm gì không? Biết à? Nào thế bây giờ ví dụ mà làm gì thì là làm như thế nào nào? Mà thôi để lúc nào kín đáo để chia sẻ. Vâng, kính thưa quý vị thì bạn Đức này là cũng có cái tài sáng tác rất là giỏi. Thì cái video đầu tiên, cái bài hát đầu tiên mà Đức về với phòng thu của Đạt cách đây 6-7 năm ấy là cũng là một bài hát mà Đức đã sáng tác để tặng cho chính người ông nội đã mất của mình. Bây giờ là Đức có thể là hát để cho quý vị khán giả cũng như là các ông, các bà ở đây nghe qua cái sáng tác của bạn không? Có nhiều bài sáng tác nhưng mà không nhớ lời. Không nhớ lời á? Ví dụ như cái bài nội tôi đấy, ôi đời tôi đấy là còn nhớ không? Không nhớ. Không nhớ à? Thế còn bài gì nữa? Nào, bài gì? Chỉ nhớ mỗi bài vừa hát xong. Quên hết rồi à? À. Thế thì cái công việc hàng ngày của bạn là đi bán như thế thì bạn có hát rong không? Hay là bạn làm những cái gì để mà có thể là thu hút được khách hàng mua hàng cho bạn? Chỉ đi bán không. Đi bán không á? Thì ví dụ nhá, ví dụ bạn mời đi, mời để xem là cái khả năng khéo léo trong giao tiếp của bạn Đức như thế nào nhá. Bây giờ là đồ nghề đâu, đồ nghề bán hàng đâu, xuống dưới lấy, chạy lên đây, nhanh lên khẩu trương, bán hàng, bao nhiêu khách hàng đang ở đây này. Này, anh Đức đi rồi thì anh mới hỏi nhỏ nhá, thì thấy anh Đức có hợp với mình không? Chắc là anh hợp với em mà anh.
nhìn có đẹp trai hơn là anh Kiệt không? Đẹp trai hơn là anh Kiệt. Anh Kiệt ở vay ở trong Nam ra mà anh. Anh này thì lại dân Hà Nội gốc luôn. Đấy, thưa quý vị, là bạn Đức này là ở Cầu Giấy. Thì là cái lần đầu tiên mà bạn Đức về với phòng thu của Đạt cách đây 6-7 năm ấy, là Đạt cũng rất là ấn tượng với bạn Đức này. Bởi vì là bạn này là một người rất là khù khờ và rất là thật thà, và đặc biệt là rất là chịu khó và đam mê nghệ thuật nữa. Đấy, thì từ trước đến nay, từ khi mà Đạt quen bạn Đức đến bây giờ thì bạn vẫn cứ làm cái công việc là bán hàng rong như thế đấy. Cho dù là khó khăn khổ sở đến đâu thì bạn cũng không bao giờ đi ăn xin, mà bạn vẫn luôn luôn là đi bán những cái hàng tăm bông, rồi thì những cái bút này, rồi thì những cái bấm móng tay. À đây, đây. Nào bây giờ ví dụ nhá. Ví dụ Đức đi mời các ông bà xem nào, sẽ mời như thế nào. Đầu tiên nó phải giới thiệu đấy chứ. Ví dụ như đây là một cái quán ăn đi. Nào, bạn sẽ giới thiệu như thế nào? Không giới thiệu, vào bán luôn. À, vào bán luôn à? Vừa nào, đây bây giờ nào. Thử thế nào. Ví dụ đây là những khách hàng của chúng ta. Nào, bạn sẽ nói như thế nào? Em mua hộ cháu gì, bạn lấy cháu và bông tăm bút kẹo. Mua hộ cháu. Lấy cái nào? Cô mua cái này nhé. Lấy một cái này thôi. Đi thẳng sang kia đi, đi sang bên kia để cho. Là bao nhiêu tiền? Một cái gói tăm đấy là bao nhiêu? 5.000. Anh thấy bán như này thì được không? Đấy, được quá rồi, bán ô. Đấy. Đây, bây giờ đi sang dọc bên này xem nào. Đây. Cháu chào các bà. Các bà mua hộ cháu gì? Đấy, cháu và bông tăm. Anh thấy thế nào? Được quá rồi gì nữa. 5.000. Đấy, thưa quý vị, là bán từng cái gói tăm 5.000 một đấy. Bây giờ anh có thể đi bán cái này là bao giờ chưa? Chưa thấy bao giờ. Vâng, cảm ơn chị. Còn nửa này, tôi lại cái không phải giải với giam nữa cơ. À, đấy, em bây giờ em đi phụ bán cho anh Đức đi. Bây giờ lại còn cả cái người tay nữa cơ. Phụ bán cho anh Đức nhá. Vâng, cảm ơn chị. Đây các bà toàn chuẩn bị ấy thôi, không ai cần tiền đâu. Đây sang góc này. Xem bà cần thấy cái dạ. Gì nữa không? Vâng. Cần mua cho. Xem là cần mua cái gì. Tập bóng tay được được. Có nhiều con. 10 nghìn 2 cái nữa. Anh thấy bán là lừa là như thế nào? Vâng, cảm ơn chị. Ông bà ơi, mua hộ cháu gì? Bông tăm kẹo mấy ạ? Dạ. Cháu muốn loại này. Đấy, mấy nghìn đây? Đấy, 10.000. À, đây ông đang mua ủng hộ cho hai đứa đây. Đây là cái tay mà. Rồi, rồi. Cháu nhá. Này, vâng. Vâng, xin. Đấy, để hai đứa lấy vốn cưới nhau nhà. Sướng tận quái. Đây cho cô gọi nha. Đẹp trai nhỉ, xinh quá thì nè. Bạn này thì nói chung là cũng hơi kém kém đấy, vâng. Không được bình thường cho lắm. Thì cháu thấy là như hai trường hợp này là rất là hợp với nhau. Ông thấy thế nào? À, ông thấy đẹp. Cái nồi kia có úp vừa cái vung này không? Nồi nào vung ấy, đúng đấy. Nồi nào vung ấy. Tuyệt vời. Nếu mà được các ông ủng hộ. Vâng. Đấy, thưa quý vị. Thưa quý vị, là khi mà trên video thì chắc chắn là cũng có những quý vị thắc mắc là thôi, cái Tân nó như thế này thì cho nó lấy chồng để làm gì? Tuy nhiên thì đúng thật sự là con chim là phải có lông. Làm người phải có vợ có chồng thì nó mới vui chứ. Vâng. Đấy. Như bạn Đức này cũng thế thôi, bây giờ mà kiếm được vợ cực kỳ khó khăn luôn. Với cái trí tuệ của bạn ấy như vậy và công việc như thế này, để mà kiếm được người vợ bình thường không thì gần như là không thể.
Đấy thì hai đứa lại gặp nhau đúng ở trong cái hoàn cảnh này. Đấy, ông bắt tay là chúc mừng. Chúc mừng. Cảm ơn. Đây rồi. Đây nhá, chúc mừng nhá. À. Đấy. Rồi, thế thì Đức đã, Đức có thấy là Tân có phải là người phù hợp với mình hay không? Tại vì là thưa quý vị là Đức cũng đã xem kênh Đạt đến rồi rất là nhiều và xem những trường hợp của chị Tân rất nhiều, và đây là chính bạn Đức có đề xuất với Đạt về cái vấn đề và muốn quen chị Tân. Thế cho nên là Đức tự đánh giá đi xem nào. Anh thì tốt tính. Tốt tính. Được. Được đúng không? Chấp nhận không? Phù hợp. Phù hợp đúng không? Thế còn Tân thì thấy thế nào? Nhất trí. Nhất trí rồi. Nhất trí rồi rồi là vợ ấy mà anh. À đấy, nhất trí là vợ rồi. Vâng, thưa quý vị là nếu như cưới nhau là phải đi đăng ký kết hôn đàng hoàng. Đấy, thì sau này anh Đạt sẽ là người gọi là chủ hôn lễ và sẽ lo cho cả hai đứa nhá. Về với anh Đạt thì không phải lo lắng một cái gì nữa rồi nhá. Được chưa? Ok. À vâng, thưa quý vị thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một trường hợp của bệnh nhân đến từ Đông Hưng, Thái Bình. Thì bà có thể chia sẻ cho cháu cũng như quý vị khán giả được biết là bà tên là gì? Bà tất cả các bệnh nhân là báo cáo là tôi là Nguyễn Thị Gái ở Đông Hưng, Thái Bình. Dạ vâng. Thì là tôi được xem trên kênh của Đạt đến rồi, chủ tịch Đạt. Là tôi cũng hằng mơ ước từ lâu. Đến hôm nay là cũng là đạt được ước mơ và mục đích của mình. À. Thì tôi lên đây chữa là đến hôm nay là 11 ngày rồi. Thì tôi ở đến thứ bảy chủ nhật nữa là cũng khả năng đến 14 15 hôm. Vâng. Thì tôi thấy bệnh tình là cũng giảm đi rất nhiều, kiểm thiện. Rồi sức khỏe thì là cũng trở lại là cũng khá là tốt rồi. Vâng. Còn phần trăm thì mình trước khi đến đây thì bà gặp cái tình trạng gì ạ? Trước khi tôi đến đây là báo cáo tất cả bệnh nhân và chủ tịch Đạt là mấy các bác sĩ là chân tôi là nó cái này này, cái dở dang này, mà khi đến là con trai đứng lên đây là đến cái bậc này là phải dắt tôi lên. Vâng. Đấy, không bước lên từng bậc một mà lên cầu thang là rất là khó khăn. Vâng ạ. Mà cái chân này là không thể gặp ngoài này được. Vâng. Còn cái tay này là nó buốt lắm. Vâng. Thậm chí là cá nhân mà chải cái đầu lên là cái lược nó cũng rời rã là không làm chủ được. Vâng. Nhưng mà cầm cái dao hay là cầm cái kéo hay cầm cái gì là cái bàn tay nó không thật. Vâng. Đấy, nó cứ tê mà nó rứt nó buốt tận đây, còn chân tay nó cứ buốt đến tận dưới chân này mà đêm là không ngủ được vì là rứt nó giật nó buốt. Vâng. Thế cho nên là lên đến đây rồi là thấy tin tưởng rồi. Vâng. Bác sĩ thì tận tình là cứu bệnh nhân. Vâng. Đấy, thế là quay là bệnh tình là cũng giảm bớt rất nhiều mà biến chuyển nhiều. Vâng. Vì là mình được bấm huyệt ở các phòng bấm huyệt này, các vâng. phòng châm cứu. Kết hợp cộng tác mới kết hợp mình uống thuốc ngày 4 bữa. Vâng. Thì là giờ là bệnh tình rất là giảm nhiều. Vâng. Bây giờ tay của bà có còn tê nữa không? Không, đỡ tê nhiều rồi. Vâng. Nói chung tê nhiều rồi. Và cầm nắm nó có... Không, cầm nắm là cũng cầm được thoải mái rồi. Cũng vâng. muốn bảo mấy chị em ở trong phòng bệnh. Và đi lại sao? Đi lại thế, đấy đi cầu thang vừa đi, cô Duyên quay lên bước cầm mâm thôi. Vâng. Thế. Tốt quá. Vâng. Thế thì là cũng là gọi là cảm ơn các hàng ngũ bác sĩ là cũng tận tình với bệnh nhân để cho chúng tôi mang lại cái sức khỏe, tiếng cười. Thế thứ hai là cũng khi về là cũng cảm ơn tất cả các đội ngũ hậu cần. Vâng. Đấy, nước sạch và cơm sạch. Vâng. Để cho bệnh nhân chúng tôi tin tưởng. Chứ còn nói chung thì, là đến đây vâng. Thế thì gọi là ăn sạch uống sạch thôi. Vâng. Thế bà ở đây là cũng hôm nay là 11 ngày ạ. Vâng. Thì khi mà bà tiếp xúc với các bệnh nhân khác thì bà thấy là nhìn chung là mọi người cải thiện như thế nào? Vâng. Nói chung là tất cả bệnh nhân ở các phòng bên thì tôi cũng không biết, nhưng mà đi sinh hoạt ở dưới này ăn cơm hay là đi ra ngoài này hay là cái phòng của tôi đấy. Vâng. Là tôi thấy là tất cả các bác, các cô, các bà là đều biến chuyển. Vâng. Đấy, nhưng mỗi người mỗi bệnh. Vâng. Thì đến đây cũng không phải ai giống có ai. Có người nhanh, có người vâng. chóng. Có người bệnh nặng thì cũng phải vài tuần. Vâng. Thế còn cái bệnh nhẹ thì chị em chỉ đến đây rồi dăm hôm hay là một tuần là các chị em lấy thuốc về uống. Vâng. Thì theo liệu trình đều bảo là biến chuyển mà tương đối thì mày khỏe ấy. Vâng. Khỏe mà cũng khỏe được khoảng 6-7%. Vâng. Thế cho nên là cả cái phòng của tôi cũng thế, là từ hôm qua nên là cũng ra về cũng 5-6 cô các cô rồi. Vâng. Xuất hiện bệnh nhân cũng 5-6 bệnh nhân rồi. Vâng. Để tiếp tục lại đến. Vâng. Thì thôi là tất cả bà con ta cũng cứ tin tưởng vào Phúc Lâm Bảo Đường này mà theo như là ý nguyện của tôi là khỏi, cũng không được 100% nhưng mà cũng gọi là mình cũng biến chuyển rất nhanh mà nó gọi là cái bệnh tình của mình nó cũng được là hoàn hảo, nó đến tầm mà mình thấy là nó cũng khá thì mình đỡ đau đớn như hồi xưa này, là con ta yên tâm. Vâng. Vâng. Chứ mà thế thì bà đi điều trị ở đây như thế này thì ở nhà ai là người mong ngóng bà về nhất? Không. Nói chung là trong trước tiên gia đình là coi như là con cháu. Con cháu à? Đấy, rồi bà con khu xóm. Vâng. Rồi chị thì em bên... tiện ở trên video này bà có lời nào mà muốn nhắn nhủ đến những người thân bạn bè của mình trên video này không? Có ạ. Vâng. Thôi thì nói chung là mẹ đến đây mẹ chữa ở Phúc Lâm Bảo Đường là mẹ cũng
báo tất cả là con trai, con gái, con râu, con rể. Con trai của bà tên là gì ạ? Cháu Phạm Phiêm, Phạm Khải. Vâng. Thế rồi con râu, con gái. Là tên là gì ạ? Các cháu nội ngoại. Râu thì cháu Nguyên và cháu Vân. Vâng. Thế rồi các cháu nội ngoại đều bảo bà lên đây rồi bà chữa khỏi. Thì bà lên miền hình chỗ chú Đạt để bà báo cho con biết. Vâng. Thì hôm nay là bà cũng gọi là tạm cần khỏi rồi. Chuẩn bị tới đây là thứ bảy chủ nhật thì là bác Khiêm đón bà về với các con các cháu ở Thái Bình nhá. Để yên tâm bà. Vâng, tiện thể thì trên cái video này thì Đạt đến rồi, xin được gửi lời chào thân ái tới đại gia đình của nhà bà gái ở Đông Hưng, Thái Bình. Chúc cả nhà mình là chuẩn bị đón Tết rồi sẽ có một cái Tết bình an, vui vẻ và hạnh phúc, gặp thật nhiều may mắn. Cháu cảm ơn bà nhá. Chúc bà thật nhiều sức khỏe. Vâng, thế chúc các cháu cứ làm ăn thành đạt mà tiến tới nhiều hơn nữa. Dạ, vâng, cháu cảm ơn bà. Đi lan tỏa khắp đất nước. Đấy, nãy giờ là trên kia là không tiện hỏi, thế thì Đức có thể là tự giới thiệu về bản thân mình không? Là Đức ở đâu? Mình ở Cầu Giấy, Hà Nội. Cầu Giấy, Hà Nội. Đấy, thưa quý vị là trai Hà Nội 1 đấy nhá, không phải là đơn giản đâu. Thì bố hiện tại bây giờ là đang làm nghề gì? Bố giờ làm bảo vệ. Làm bảo vệ à? Mẹ thì không làm được gì. Còn em gái thì buôn đồng nát. Thì bạn thì bán kẹo kéo. Đi làm này là được bao nhiêu năm rồi? Làm này được hơn 5 năm. Thế thì khi mà đi bán hàng như thế này thì có những trường hợp nào mà bị người ta xua đuổi không? Cái đấy thì cũng có. Có à? Có bị đánh bao giờ không? Đánh không. Không. Hiền lành hiền này thì ai đánh làm gì nhỉ, đúng không? Thì có những trường hợp nào mà khi mà gặp được những mạnh thường quân người ta cho mình tiền không? Cái đấy cũng có nhưng mà ít. Ít à? Đa số là người ta mua ủng hộ đúng không? Xong còn có người mời ăn uống. À, mời ăn uống luôn à? Người ta thương đúng không? Thế thì liệu rằng là khi mà đến với Tân này gia đình liệu có đồng ý hay không? Gia đình chắc cũng chẳng đồng ý. Chắc là đồng ý đúng không? Nói chung là cũng vẫn phải xem xét đúng không? Đúng rồi. Rõ ràng cái con cái mình đẻ ra thì cho nó cưới ai thì cũng phải biết được rằng là cái tình xem xét xem là liệu có phù hợp hay không nữa chứ đúng không? Đấy thì nhưng mà Đạt có linh cảm rất là lớn là hai bạn này sẽ về được với nhau. Đạt tin là như vậy. Bởi vì là cái số phận của cả hai bạn là đều là rất là hẩm hiu đúng không? Dạ. Tân thì thế nào? Em có linh cảm rằng liệu rằng anh Đức này có phải là chồng của em được không? Có làm chồng em được không? Anh Đức này vẫn làm chồng vẫn làm được. Vẫn làm được đúng không? làm gì được? Chỉ có anh Đức này chỉ có nấu quần áo, nấu ăn thì còn em thì giặt quần áo thôi mà có cái gì đâu. Em có biết giặt quần áo không? Giặt quần áo thì giống như là ở trong cửa sau cửa hai đấy, em lúc nào chả giặt quần áo thì có cái thơm pho thì nó thơm cơ mà. Có gì đâu. Đơn giản, rửa bát biết rửa bát không? Chỉ có hai vợ chồng thì ăn với nhau thì ngồi ăn với nhau thì có cái gì đâu. Thì đơn giản đúng không? Nhỉ? Đấy, Tân là nói chung là từ khi mà về với Phúc Lâm Bảo Đường thì là cũng đã cải thiện về cái trí tuệ nên rất là nhiều rồi. Đấy, những cái việc vặt như là tắm giặt rồi thì rửa bát quét nhà thì nó là những cái chuyện rất là đơn giản rồi. Đấy, thì về đừng có bắt nạt anh Đức đâu nhá. Liệu có bao giờ đánh anh Đức không? Giống như là người yêu của em cái trước cái đấy thì có làm cơ làm gì đâu, có làm gì với nhau đâu. Mà có làm gì với nhau đâu. Anh Đức thì hiền lành như thế này. Đấy, bạn phải nhớ nhá, một số lưu ý khi mà yêu Tân này. Thứ nhất đấy là mình phải học được cái tính nhân hại. Đấy, hỏi câu nào ấy là cũng phải cần thời gian người ta loát được câu hỏi thì người ta mới đưa ra được cái câu trả lời được. Chứ không phải là như anh em mình là hỏi cái là trả lời ngay được đâu. Tân là phải một lúc sau. Đôi khi thưa quý vị là có những khi mà người khác hỏi Tân này là Tân này ăn cơm chưa? Đấy, hỏi xong cái có khi đến tối mới có câu trả lời. Đang đêm nằm ngủ bật dậy, ăn rồi mà anh. Và cuối cùng là người hỏi không biết đi đâu mất rồi. Đấy,
nó loát hơi bị lâu. Thế cho nên là phải liệu liệu rằng là Đức có chịu được cái tính đấy không? Cái đấy được. Được đúng không? Chịu được. Ừ. Miễn là câu có câu trả lời là được đúng không? Hỏi đừng bao giờ im im, nhớ chưa? Nhớ chưa Tân? Nhớ chưa? Mạng nhớ hơi... ai cứ hỏi nhớ chưa làm gì? Mạng hơi lag. Mạng hơi lag. Đấy thì chắc là video của Đạt xin được tạm thời kết thúc tại đây. Thì video tiếp theo thì Đạt sẽ đưa Tân và Đức đi gặp mẹ của Tân. Đấy, để xem là liệu rằng là mẹ của Tân có đồng ý hay không. Đó. Thì quý vị hãy nhớ bấm đăng ký theo dõi để ủng hộ cho kênh Đạt đến rồi quý vị nhá. Còn bây giờ thì chào tạm biệt quý vị.